Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đang có mặt ở tại cửa hàng xe gắn máy Mai Duyên. Và địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn. Thì vừa rồi có một bạn là mong mình quay cho bạn ấy và báo giá luôn chiếc Suzuki GZ màu đỏ. Hôm trước á thì có màu đen, không có màu đỏ. Hôm nay về màu đỏ thì màu đen lại bán rồi ha. Cơ bản thì xe này nó chỉ có hai màu thôi, màu đỏ chứ mà các bạn đã nhìn thấy đây và một cái màu đen. Thì hôm trước á, cách đây cũng lâu rồi, mình có báo giá cho các bạn chiếc xe màu đen giá là 69 triệu 500 ngàn, nhưng mà hôm nay thì giá đã tăng chút đỉnh đó các bạn. Giá hôm nay làm tròn luôn là con số 70 ha, 70 triệu đó các bạn, là giá đã bao gồm VAT ha, nhưng mà chưa bao gồm phí biên số lăn bánh. Xe này á, thì hôm nay cửa hàng đã gắn đầy đủ phụ kiện cho các bạn, chỉ còn thiếu một đôi gương thôi ha, đầy đủ luôn như thế này đó. Các bạn nhìn nè, xe màu đỏ bóng, bánh mâm thắng đĩa trước và phanh tăng chống phía sau, tức là phanh đùm đó các bạn. Về chiều dài tổng thể xe là 2250 nhân 900 và 1160 mm, tức là chiều dài nhân rộng nhân cao đó các bạn. Xe sở hữu kích thước to, hầm hố, tại vì đây là dòng xe thuần greaser ha, tức là dòng xe để đi đường trường, đi đường dài với cụm ghi đông cao như thế này thì chắc chắn tư thế ngồi chúng ta sẽ rất là thoải mái. Trên cụm ghi đông này chúng ta có luôn cái công tắc động cơ nè ha, tắt khẩn. Đây là công tắc đèn đó các bạn, đó, hai nấc ha, đèn sương mù và mở đèn nút đề dưới này, cụm ghi đông đó các bạn, sáng loáng. Ở trên xe thì có rất nhiều chi tiết mạ rôm nha, sáng loáng luôn. Bên này chúng ta sẽ có quét pha nè, xi nhan nè và còi ở đây. Và phía trước này chúng ta sẽ có một cái nút bắc sinh màu vàng. Đây là một cái nơi mà mình rất thích. Đây. Dòng xe đi đường trường thì ít nhất phải có cái này hay các bạn, bắc sinh để mình xin vượt, xin đường chẳng hạn. Và đây chính là cái côn xe. Côn cũng nhẹ nhàng và cũng sáng loáng luôn nè các bạn. Đây, phía trước chúng ta sẽ có một cái cụm đồng hồ cũng mạ rôm sáng loáng luôn. Thì cái cụm đồng hồ này á, Suzuki nói là Suzuki làm theo mô phỏng hình đầu đạn ha, đèn pha trước nè mô phỏng hình đầu đạn thời trang, nó cho cái vẻ khỏe khoắn nè ha, hầm hố nè. Và ở trong cái chóa này á là một cái bóng đèn halogen cỡ lớn nha, bóng halogen đó các bạn. Với cái bóng này thì chúng ta đi đường trời mưa á, ánh sáng nó sẽ dễ quan sát hơn các bạn, và ánh sáng rất là dịu. Dưới này còn có thêm cụm xi nhan tách rời nè, tất cả đều được mạ rôm sáng loáng luôn. Và có những chi tiết có thể là xi mạ inox ha, xi mạ kim loại đó các bạn, sáng loáng. Hộp trước nè cỡ lớn ha, màu bạc nè, và hành trình rất là dài, đường kính phục rất là to nè các bạn, rất là to luôn. Đây là bộ vành trước. Xe sở hữu là cọc lốp này là lốp không có ruột, lốp không sâm nha các bạn. Bên này chúng ta có một cái đĩa nè, rất là to ha. Kẹp phanh phía trước là hai bít tông luôn. Đây, kích thước lốp trước được các bạn, 90 90. Cái vành trước đây là 18 inch nha. Vành trước nó lại to hơn cái vành sau. Đây mình sẵn rồi, mình mời ra các bạn ở phía sau nè. Hôm nay thì xe có gắn thùng đầy đủ luôn ha. Kích thước lốp sau sẽ là 120, nó to hơn đó, nhưng mà 80 thôi. Và cái vành nó chỉ có 16 inch ha. Đây là phanh tăng chống nè, tức là phanh đùm phía sau đó các bạn. Còn đây là phần bô. Thì tổng thể nguyên cây bô này các bạn thấy nè, sáng loáng luôn thấy không ha. Ngay cả cái phần cản, cái này là cái phần chống đổ ha. Chống đổ nè, vừa là cái nơi để gác chân luôn, ví dụ như các bạn có chở thêm một em bé nhỏ hay là đi đường dài đó. Đó, lâu lâu cái mình cho cái chân lên đây chút xíu cũng được ha, để xuống như này cũng được. Các bạn thấy tư thế ngồi không, yên ngồi ở đây, nhưng mà các chân ở phía trước thì cái chân mình ngồi nó sẽ duỗi thẳng ra phía trước nè, nó rất là thoải mái. Và xe đặc biệt có chống đổ luôn, chống đổ là trang bị theo xe luôn nha, chứ không phải là đồ chơi đó các bạn, là zin của xe là như thế ha. Rồi cái phần cụm thắng sau nè ha, tất cả đều xi sáng loáng luôn. Cái khu vực này là để chống nóng đó các bạn, tránh của cái chân mình chạm vào cái thành máy hay là cái cổ bô này. Còn đây là khối động cơ,
Động cơ thì là 150 phân khối ha, SOHC thôi, và xe sở hữu chỉ có 5 số nha các bạn. Với khối động cơ này thì nó sẽ truyền ra bánh sau bằng cái hộp số 5 cấp và nó cho cái mã lực là khoảng chừng 11,5 mã lực ha. Nói chung thì nó cũng vừa phải thôi. Vì đây là cơ bản một dòng xe đường trường thì nó sẽ mang đến cho mình một cái cảm giác ổn định và thoải mái trên đường trường. Moment xoắn nó cũng có là 11,2 Nm thôi ha. Cụ động cơ này cũng rất là hầm hố, được sơn bạc. Đây là phần dây ga, dây côn tay mình qua đây nè các bạn ha. Đó, dây ga đó các bạn thấy không? Tất cả đều được mạ rôm sáng loáng nè các bạn. Đây nè ha. Trên này cũng vậy nè các bạn thấy không? Đẹp không? Rất là đẹp. Bình xăng thì hình giọt nước. À, và bình xăng này á, là 12 lít nha các bạn. Đây, 12 lít. Với mức tiêu thụ nhiên liệu á, là khoảng chừng 1 lít đi được khoảng chừng 38 cây số. Thì với bình xăng này á, chúng ta phải đi ít nhất là 400 cây số ha mới phải đổ xăng. Đây là những cái phần trang trí thêm cho bình xăng đẹp hơn. Các bạn thấy không? Tất cả đều sáng loáng luôn ha. Ngay cả cái chỗ này, cục gù nè. Đây là những cái phần mà trang điểm thêm cho xe thôi ha. Đó, các chân phía bên này. Các bạn thấy không? Còn số đó các bạn, đây chân chống bên, các chân của người ngồi sau đó các bạn, phục sau nè ha. Ở trên này thì mình sẽ có một cái cục đồng hồ, hiện tại xe được bao bọc rất là kỹ ha, vì sợ bị chảy xước trong quá trình vận chuyển đó các bạn. Hai cục đồng hồ hai bên, nói chung cái này thì các bạn cũng rất nhiều biết rồi, mình không cần mở nữa ha. Dưới này có đồng hồ báo số đó nè, đây như này. Và cái khu vực chìa khóa thì nó sẽ để bên này. Đâu rồi? Đây. Ngay cả cái chìa khóa cũng được bao bọc rất là kỹ, hai chìa nữa các bạn. Với cái chìa khóa này chúng ta sẽ mở tất tần tật hết luôn những trang bị trên xe. Ví dụ như là mở cốp chẳng hạn. Đây, chúng ta sẽ có hai cái cốp hai bên ha. Đây, cốp cũng to đó, hai cái hai bên. Đây cũng là trang bị tiêu chuẩn theo xe nha các bạn. Không cần phải mua thêm nha. À, nhìn theo xe có sẵn như thế. Bên này. Đó. Đây là sách hướng dẫn sử dụng nè các bạn. Rồi dưới này chúng ta có phần gương nè. Ha. Phần gương. Đây. Phần gương xe rất là đẹp nha. Để mình mở cho các bạn xem luôn ha. Được bao bọc rất là kỹ đó các bạn. Phần gương nè. Đó, sáng loáng luôn. Hiểu không? Rất là đẳng cấp ha. Rồi mình trả lại như thế này đi ha, tạm thời mình đóng lại đi. Bây giờ chìa khóa này còn mở được cái gì nữa nè. Đây, mở yên. Phần yên này nè các bạn, sẵn mình nói luôn ha, chiều cao yên á, nó chỉ có là 710 mm nè, rất là thấp. Thì các bạn cao khoảng 1m55 thôi vẫn đi thoải mái và chống chân ok ha. Đây, chúng ta sẽ mở yên chỗ này nha các bạn. Đó, các bạn nghe cách không? Đây, rất đơn giản ha. Dưới yên chúng ta sẽ có thêm một cái cốp nhỏ nhỏ. Ở đây sẽ có một cái hộp đồ nghề nè. À, chìa khóa, tiếp mở buji chẳng hạn. Và một cây cờ lê ha. Là hết rồi. Dưới cốp chúng ta chỉ có nhiêu thôi. Còn đây là hệ thống để mở yên nè các bạn. Các bạn nhìn này ha. Nè. Đó. Bây giờ mình sẽ để lại nha. Thực ra cái yên này á thì ít khi nào mình mở lắm. Đó, mình đóng lại rồi đó các bạn, nghe một cái cốc ha. Đó, các bạn thấy không? Thì cái chìa này nó cũng để mở đổ xăng luôn nha các bạn. Đây. Bình xăng 12 lít ha. Đó. Có điều á là khi các bạn đổ xăng á thì mình phải cầm thế này, nó cũng hơi bất tiện đó các bạn. Ha, hơi bất tiện một chút xíu. Các bạn chỉ việc nhấn xuống thôi ha. Đó. Đó là ok ha. Đậy lại, đừng cho nước nó nhiễu vào là hết rồi. Bây giờ mình sẽ trả lại cái vị trí chìa khóa này ở đây ha.
Và đặc biệt nữa là cái người ngồi sau á, chúng ta sẽ có luôn một cái phần điểm tựa ở đây. Ok không? Rất là thoải mái, phần nệm yên rất là dày các bạn. Dày ha. Và ở đây nó có điểm xuyến thêm những cái phần giống như là những cái nút ha. Làm cho xe rất là hầm hố các bạn. Và nó rất là phong trần. Đây ha. Rồi, cụm đèn phía sau, đèn hậu nè các bạn thấy không? Đèn xi nhan nè, bóng halogen hết nha. Đèn halogen. Đó. Bóng halogen hết luôn. Đây là cái đèn soi biển số nha. Cũng được mạ rôm sáng loáng nè. Khoảng sáng gầm của xe đến là 150mm lận các bạn. Cho nên là mình có leo lề nó cũng rất là thoải mái ha. Khi mà gắn thêm hai cái phần thùng phía sau á, nhìn chiếc xe rất là hầm hố. Để mình về ra xa cho các bạn xem lại ngoại hình xe từ xa nè. Xe mang đậm chất cổ điển nè, mạnh mẽ nè, khỏe khoắn nè, thích hợp để đường trường. Cho nên các bạn đừng có mong mỏi xe sẽ cho mã lực cao, tốc độ mạnh gì đó ha. Và với cái giá hiện tại đang là 70 triệu đó, các bạn có thể cân nhắc ngay cả đôi đèn đôi kèn phía trước thôi. Đó, cũng đặt ở vị trí này rất là ngầu phải không các bạn ha, rất là ngầu. Lý do là tại vì xe đang đậu chân chống nghiêng các bạn, xe thì không có trang bị sẵn chân chống giữa ha. Mình sẽ cho các bạn thêm hai số điện thoại lên trên này nè, một số bàn và một số di động, kèm với địa chỉ cửa hàng Mai Duyên ha. Cửa hàng có ship xe đó. Nếu các bạn ở xa muốn mua xe này thì các bạn có thể yêu cầu cửa hàng ship xe, ship ra tận miền Bắc luôn nha các bạn. Thì khoảng chừng 600.000, còn miền Nam thì khoảng chừng 300.000. Còn ship tận nhà thì các bạn phải alo trước cho cửa hàng thì mới được ha. Tại vì cửa hàng phải biết các bạn đang ở chính xác chỗ nào thì mới định giá ship xe cho các bạn chính xác luôn. Còn thường đó là ship theo tuyến quốc lộ 1A thì nó sẽ dễ hơn. Chi phí nó cũng rẻ hơn. Và khi ship thì các bạn phải mua bằng tiền mặt. Mình sẽ chuyển khoản cho cửa hàng 100% giá trị xe, rồi cửa hàng mới ship. Các bạn chỉ cần chụp hình cho cửa hàng một cái chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, chụp hai mặt gửi qua Zalo. Rồi khi cửa hàng đem ra ngoài vệ sinh đổ xăng câu bình thì sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem luôn. Các bạn nhận xe về trước việc lấy bộ hồ sơ, làm biển số ngay tại địa phương mình ở thôi. Rất là hầm hố ha các bạn. Bây giờ mình sẽ xin phép được kết thúc video nha. Xin chào các bạn.